tháng 10 đã đến rồi mọi người ơi. Trời ơi, trong năm thì mình thích nhất là tháng 10, bởi vì tháng 10 là sinh nhật của mình, đơn giản nó chỉ như vậy thôi. Và mọi năm thì mình sẽ làm một cái kiểu video vlog xàm xí cái tuần lễ sinh nhật của mình. Thường thì trong tuần lễ sinh nhật thì mình sẽ kiểu bung xõa hơn, cho mình thời gian để nghỉ ngơi này, đi chơi với bạn bè các thứ vân vân mây mây. Thế cho nên là mình đã ghi lại những cái khoảnh khắc đấy của mình cũng với bạn bè và người thân. Ngoài ra thì mình sẽ unboxing truyện tranh tháng 10 này, rồi những món quà mà mọi người đã tặng mình trong tháng 10 cũng như là mình tặng cho chính mình. Thì mọi người hãy cùng xem cái video này nhá. Và thông báo với mọi người là mình đã bước sang tuổi 32 rồi. Trời ơi, không nghĩ là mình đã U35 với mọi người ạ. Không nghĩ là như thế. Lúc nào trong đầu mình cũng nghĩ là mình mới chỉ có 18 tuổi thôi ý mọi người. Bởi vì tháng này là tháng sinh nhật, thế cho nên là mình cũng cho phép bản thân mình được mua sắm xả láng hơn một chút. Đợt gần đây thì ra rất rất là nhiều bộ truyện hay, mình cũng không thể nào bỏ lỡ được một số đầu truyện hot cả, thế cho nên là ở nhà đã có sẵn hai đơn hàng ship Shopee rồi. Còn hôm nay thì mình đến hiệu sách Pha Sa để mua nốt những cái tập truyện mà mình chưa kịp mua phát hành trong tuần vừa qua và tuần này. Thời gian gần đây thì phát hành rất là nhiều đầu truyện hot, ví dụ như là Phù Thủy và Dã Thú này, Lời Hứa Lọ Lem này, mình cũng cho vào giỏ hàng hết, mình sẽ mua hết để đọc thử trong cái tháng này. Đây là tất cả số truyện mà mình đã mua được trong tuần lễ sinh nhật của mình. Trời ơi, hai cái đơn hàng ship online Shopee, một đơn mua ở Pha Sa và một số truyện mình đã nhờ em Chi mua hộ. Mọi người hãy cùng xem là mình mua những cái bộ truyện gì nhé. Đầu tiên thì là một số những cái bộ truyện mà mình vẫn mua theo lịch phát hành. Nếu như ai hay theo dõi clip của mình thì chắc hẳn mọi người cũng hay để ý là mình hay xếp mấy cái mẻ truyện mà không có sale lên đầu tiên để kiểu đỡ phải unboxing màng co cho nó nhanh ý. Ngoài ra là những cái bộ mà mình vẫn thường xuyên đu, tức là lúc nào nó cũng sẽ xuất hiện ở trong video của mình thường cho lên trên để mình có thể unboxing nhanh cho mọi người xem. Thì đó chính là tập 20 của Bạch Tuyết Tóc Đỏ này, rồi mẻ Carol Bánh Bèo này, mình vẫn đu thôi và chỉ là sưu tầm thôi chứ mình cũng không có thời gian để đọc lại. Tiếp theo thì là Cậu Ma Nhà Xí Hanako đã đến tập 21 rồi với cái biểu màu hồng rất rất là xinh. Ở trong tập 21 này thì nhà xuất bản Kim Đồng có tặng kèm cho mình một cái set card cộng khung ảnh rất là cute nha, và giá thành là 30.000 thôi.
tuần này thì Đạo Làm Chồng Đảm đã quay trở lại đường đua với tập 11 và 12. Cũng không nằm ngoài ngoại lệ thì mình vẫn đu bộ truyện này là một bộ truyện rất là hài hước. Một anh kiểu xã hội đen Yakuya đã kiểu về hưu, lấy vợ xong rồi ở nhà nấu nướng, kiểu làm chồng các thứ ấy. Và kiểu số mình cũng trộm vía hên như thế nào đấy, thi thoảng mua truyện ấy thì mình cũng sẽ kiểu bóc ra và thấy đâu đấy lúc thì mình được tặng hai cái bookmark đúp, lúc thì tặng hai cái standee đúp kiểu thế. Chắc là kiểu khi mà đóng gói hàng thì nhà xuất bản đã kiểu bị cho nhầm ấy. Còn trên tay mình đang là tập 8 và tập 9 Sakamoto Day. Đây cũng là một cái bộ truyện thời gian gần đây mình khá là thích. Nói về kiểu những sát thủ nhưng mà hài hước vô cùng luôn, của tác giả Yuto Suzuki đến từ nhà xuất bản trẻ. Và cũng như một thói quen hàng ngày, thường ngày khi mà đu những cái bộ của nhà xuất bản trẻ mà có cái bìa xi măng bánh mì như này thì mình thường gói gọn lại và cất đi. Nhiều lần mình cũng rất là muốn vứt nó đi bởi vì rất là kiểu bừa nhà ấy, nhưng mà lại thấy hơi tiếc, thế cho nên là cứ gói nó lại thôi. Và thú thực với mọi người là thời gian gần đây thì cứ có bộ truyện nào mới về thì mình sẽ đọc luôn. Thường thì mình sẽ đọc đến tập 1, tập 2, hạn hữu lắm thì đến tập 3 nếu như mà nó ra đều như cái bộ truyện Sakamoto Day này. Và sau đấy thì mình lại đọc những cái bộ tiếp theo mới phát hành và cứ đọc so le như thế. Và đến khi quay trở lại cái bộ truyện mà mình đã đọc rồi thì mình lại không nhớ ra là mình đã đọc đến tập bao nhiêu. Cuối cùng lại phải lội ngược trở lại để đọc lại những cái tập trước để cho nó hồi phục lại trí nhớ ấy mọi người. Còn đây thì trên tay mình đang là Hiraya Sumi tập 2. Mua đến tập 2 rồi thì tự dưng cảm thấy cái bộ truyện này nó không hợp với mình cho lắm. Không hiểu sao cứ cảm thấy có một cái gì đấy nó khá là cấn cấn. Thế cho nên là mình cũng tự nghĩ là có nên là drop cái bộ truyện này không nhỉ? Mọi người comment cho mình biết với nha. Tiếp đến thì là tập 14 và 15 của Attack on Titan. Đối với tập 14 này thì cũng khá là bất ngờ vì mình được nhà xuất bản trẻ tặng một cái bookmark nam châm. Thực ra thì mình cũng không thích sử dụng cái bookmark nam châm lắm bởi vì nó cũng chả kẹp được mấy và nó cũng cứ bất tiện kiểu gì ấy. Thế cho nên là thôi, lại cho vào hộp cất đi. Còn ở tập 15 này thì mình sẽ được tặng kèm bìa hai mặt. Mở ra thì mới thấy là có một cái bìa ở bên trong nữa. Và mình thích cái bìa mặt bên trong này hơn là cái bìa mặt bên trong của tập 15 bình thường. Shadow House đến từ nhà xuất bản Kim Đồng thì đã đến tập 6 rồi. Có thể nói đây là một cái bộ truyện mà mình không drop cũng như là không ngừng đọc luôn. Tức nghĩa là ra đến tập nào thì mình sẽ đọc luôn tập đấy bởi vì mình rất là thích cái bộ này. Recommend mọi người cái bộ này bởi vì cái nội dung của nó rất là hay, rất là lạ so với mình. Và trong mỗi một tập truyện thì mình đều được tặng kèm một cái bookmark như thế này. Lúc thì là bookmark nền đỏ, lúc thì là bookmark nền xanh, trông rất là quý tộc hoàng gia. Và đây là một cái bộ truyện có nội dung rất là hay, rất là đặc sắc nha. Mình rất là thích cái bộ này. Tiếp đến thì là Câu Lạc Bộ Những Kẻ Mất Ngủ tập 7. Đây cũng là một cái bộ truyện mình khá là thích. Đa số những cái bộ nào mà mình chưa drop, chưa thông báo drop thì mình vẫn khá là thích. Nhưng mà nó không đủ để khiến mình thích đến nỗi là mình sẽ đọc một lèo như là cái bộ Shadow House và ngóng chờ cái lịch phát hành đâu mọi người ạ. Thế cho nên là cái bộ này thì cũng gọi là tạm tạm thôi. Tiếp nữa thì là Dược Sư Tự Sự tập 12. Trời ơi, suýt nữa thì tôi đã bị quên mất mua cái bộ này mọi người ạ. Kiểu quên mất tập 12 ra luôn, lâu lắm rồi không ra tập tiếp theo nên kiểu mình bị quên bẵng luôn ý. Và ở tập 12 thì cũng được tặng bìa hai mặt như thế này. Và mình nghĩ là mình sẽ mua thêm một tập 12 nữa để có thể show ra được cái bìa mặt bên trong thành hai quyển. Và mình vẫn được tặng kèm một cái standee 3D trong cái tập truyện này nha. Và đây, trời ơi, nó gần như là nhân vật chính trong cái video unboxing này. Đó chính là một bộ truyện mới phát hành của nhà xuất bản trẻ Wirebreaker. Mình không biết là mình đọc tiếng Anh có chuẩn chỉ không nha, mong mọi người thông cảm bởi vì tiếng Anh luôn luôn làm khó mình. Thì đây là một bộ truyện đến từ nhà xuất bản trẻ và của tác giả Satoru Nii. Thú thực với mọi người nha, mình mua không phải là bởi vì mọi người cứ rần rần trên mạng hay là mình đã đọc rồi đâu. Mình mua chỉ đơn giản là mình thấy cái bìa này rất đẹp trai.
mình chỉ mê trai thôi và mình rất là thích những cái nét vẽ nó kiểu như thế này. Mình vẫn luôn luôn trung thành với những cái dạng nét vẽ như thế này. Thế cho nên là mình đã mua cái bộ truyện này và chỉ có giá thành là 45.000 thôi. Trong cái bộ truyện này thì mình cũng được tặng kèm một cái bookmark hơi sần ánh ngọc trai nữa, rất đẹp. Và mình sẽ review nó sau khi đã đọc xong nha. Trên tay mình thì đang là Tạm biệt Eri của tác giả Tatsuki Fujimoto. Mình đã mua nó khi mà thấy em Chi recommend mình nên mua cái bộ truyện này. Và nó chỉ là one shot thôi, thế cho nên là mình cũng không có gì phải lăn tăn khi mua cả. Nhưng mà khi đọc cái nội dung ý thì mình cảm thấy nó có một cái cảm giác nó cứ buồn sâu thăm thẳm kiểu gì đó mà mình không biết diễn tả. Ngoài ra thì cái khung tranh mà 8 khung, 4 khung trong một trang truyện ấy cũng khiến cho mình có một cái cảm giác khá là ngộp thở, và nó như là một cái bức tranh toàn cảnh rất là âm u, rất là câm lặng. Nó giống như là những cái thước phim không lời ấy mọi người. Thế cho nên đọc nó cứ có một cái cảm giác rất là buồn man mác, mình cũng không biết diễn tả bằng lời như thế nào nữa. Còn đây thì trời ơi, nhìn là biết là mình đã lại bị mua đúp hai cuốn Lời Hứa Lọ Lem. Không hiểu cho vào giỏ hàng như thế nào thì kích làm hai tập, cuối cùng thì một tập nữa, không biết kiểu để đi đâu, cho đi đâu luôn ý mọi người ạ. Và đây là một cái bộ truyện mà mình đã đọc trước đấy rất lâu rồi ở trên mạng. Mình đã đọc phiên bản tiếng Anh. Và cá nhân mình thì mình đọc nó bởi vì chỉ một cái meme mà chàng trai nhân vật chính thò đầu ra ngoài cửa sổ nói với cô nữ chính là kiểu khi mà đủ tuổi, khi mà kiếm đủ tiền thì phải, mình không nhớ lắm, thì tôi sẽ cưới chị. Và đấy chính là cái lý do để mình đọc cái bộ truyện này. Nhưng mà cá nhân mình khi mà mình đọc bộ truyện này bằng phiên bản tiếng Anh ở trên mạng ấy, đâu đấy có thể tiếng Anh của mình không tốt và cái nội dung, những cái chap đầu tiên khiến cho mình cảm thấy nó hơi không phù hợp với bản thân mình lắm. Nhưng mà khi mà nhà xuất bản Kim Đồng mua bản quyền bộ này thì mình đã quyết định là sẽ mua và đọc thử nó bằng phiên bản tiếng Việt và để xem cái cảm nhận của mình có thay đổi theo năm tháng hay không. Như mọi người đã thấy ở trong clip, ngay bây giờ thì mình đã mua tiếp 4 tập của Ma Đạo Tổ Sư. Mình đã nhờ em Chi mua hộ cho mình với giá sale. Trước đó mọi người cũng có thể thấy ở những clip trước mình đã mua tập 1, 2, 3 rồi. Và phải rất lâu sau đấy mình không đu tiếp. Mọi người có hỏi mình là chị Lin ơi, chị đã drop bộ này rồi à? Thì thú thực là không mọi người ạ. Mình đã đợi để canh có giá sale kiểu rẻ hơn thì mình mua ấy. Đấy, và cuối cùng thì cũng đã mua được với giá sale rồi. Nhưng mà cảm quan cá nhân mình thì mình hơi buồn một chút xíu, bởi vì bốn cái tập truyện này là bốn cái tông màu đen khác nhau hoàn toàn luôn. Để cùng ba cái tập đầu của mình cũng thế, cái thì xanh đen, cái thì đen tuyền, cái thì đen màu hơi xám xám ấy. Mặc dù biết là những nhà in khác nhau thì không thể nào in ra được một cái tông màu đen nhất định được, nhưng mà đối với một đứa làm thiết kế và OCD như mình thì nó là một sự kiểu không thoải mái ấy, mọi người. Trong tuần này thì mình cũng đã mua một cái box set đến từ nhà IPM, đó chính là Chạy Trời Không Khỏi Ế. Trời ơi, tôi đã mua là bởi vì cái bìa của box set trông quá là bựa đi. Khi mà cầm cái cuốn, hai cái cuốn truyện này trong box set trên tay ấy, thì nó đã cho mình một cái liên tưởng rất là giống những cái bộ truyện của Hàn Quốc thời xưa, khi mà mình đọc những cái thời mà cấp 2 ấy mọi người, gần giống những cái nét bựa bựa mà của cái bộ Hoàng Cung nếu như mà mọi người đã từng đọc rồi. Thế cho nên là mình kiểu không thể nào mà không mua được. Và đây là hai cái tập truyện đấy, trời ơi, đọc nó phải hài hước khủng khiếp, mà cái nét vẽ thật sự rất là bựa luôn. Đọc để giải trí cũng rất là ok, nhưng mà giá thành thì cũng hơi chát một tí. Mình mua phiên bản đặc biệt thì có giá thành là 150.000. Trong video lần này thì ngoài những cuốn truyện tranh đến từ Trung Quốc, Nhật Bản thì mình đã mua một cuốn truyện tranh đến từ Việt Nam của tác giả Việt Nam, đó chính là Tuyển Tập One Shot của Dương Đức và của nhà Comicola. Mình cũng đã tâm tia cái cuốn này lâu lắm rồi nhưng mà chưa kịp mua. Và hôm đấy khi mà đi pha xa thì mình thấy có chữ ký của tác giả và còn một cuốn duy nhất thôi, thế cho nên là mình đã mua cái cuốn này và nét vẽ khá là ok nha.
Cuối cùng thì không thể nào mà thiếu boy love trong video của Lin được rồi đúng không mọi người? Thời gian gần đây thì có rất là nhiều bạn hỏi mình là trời ơi, em dạo này em không thấy chị Lin unboxing chuyện boy love nữa. Chị không đu boy love nữa à? Thật ra không phải là mình không đu nữa đâu mọi người ạ, mà mình bắt đầu khó tính và kén chọn hơn. Trước đó thì mình mua ồ ạt và mình mua rất là nhiều. Cứ boy love là mình mua thôi, nhưng mà cái kết mình nhận lại được là phân nửa mình không hợp và nét vẽ nó mình không thích ý. Thế cho nên là mình kiểu cất đi luôn, mình không trưng bày, tức nghĩa là mình sẽ không đọc lại nó lần thứ hai và mình cũng không pass lại được. Thế cho nên mình cảm thấy nó khá là phí và dần dần thì mình đã bắt đầu lựa chọn những cái bộ truyện tranh boy love mình thích thì mình mới mua. Cuốn đầu tiên thì mình đã mua Anh Chàng Streamer Muốn Chạy Trốn Khỏi Cậu Hàng Xóm. Trời ơi, nhìn cái bìa là muốn mua liền luôn, kiểu cảm giác tiểu mỹ thụ bị bắt nạt, mình rất là thích. Trời đất ạ, mình mê lắm luôn. Đến từ nhà Amac nha mọi người. Mình được tặng kèm một cái bookmark này, rồi một cái cuốn sổ nốt ghi chú xé nữa. Tiếp theo thì mình mua cuốn Khi Sơn Ca Cất Tiếng Hót. Bộ này thì hiền hiền hơn. Nói chung là nội dung thì nó cũng không có quá nhiều đặc sắc, nhưng mà nét vẽ thì cũng khá là ổn. Nói chung là ổn áp. Tiếp theo nữa thì mình đã mua một cuốn mà mình có thể nói là mình thích nhất trong 4 cái cuốn boy love mà mình mua trong video lần này. Đó chính là cuốn Ngày Mai Hãy Để Tớ Thuộc Về Cậu. Trời ơi, lúc mà nhìn vào ấy, không hiểu sao nhé, mình rất là thích đọc những cái cuốn boy love mà kiểu chàng tiểu mỹ thụ trông nó kiểu baby, đáng yêu, dễ thương, không dễ bị bắt nạt, kiểu mít ướt khóc nhé. Và trong cái phiên bản thường này thì mình cũng được tặng kèm mấy cái kiểu gọi là leaflet, và mình cũng không biết tên nữa, là ba cái tờ ngoại truyện này kèm theo một cái postcard. Trời ơi, dễ thương lắm mọi người ơi, tiểu mỹ thụ ở trong này đáng yêu, hay ngượng, xấu hổ, nét vẽ còn rất là đẹp nữa, cho mình rất là mê. Trời đất ơi, đấy, lại còn có cả cảnh 18 cộng nữa, rất là mê luôn. Chuyện boy love cuối cùng thì cũng đến từ nhà Amac luôn, đó chính là About A Love Song. Nó nói về kiểu mấy chàng trai đánh guitar rồi ban nhạc kiểu thế. Trước đấy thì mình cũng rất là thích những cái bộ truyện boy love mà liên quan đến ban nhạc. Sắp tới thì có bộ Given, chắc là mọi người cũng biết đúng không? Trời ơi, mình đã mua bộ đấy phiên bản tiếng Nhật. Đó, và cái bộ này thì chắc chắn là không thể ngoại lệ mà mình không mua được rồi. Nét vẽ rất đẹp, cảnh 18 cộng rất là ướt át, rất là kiểu rung động ý. Thế cho nên là không thể nào mà không mua được. Trời ơi, đấy, đây mới chính là những cái nét vẽ của boy love mà mình mê này mọi người. Và nội dung nữa nha, không thể thiếu mấy cảnh ướt át 18 cộng và kiểu yêu đương mặn nồng rồi. Recommend, hãy mua nha. Và hôm nay thì đã là sinh nhật của mình rồi. Hôm nay là vào thứ năm, mình vẫn có tiết dạy ở lớp. Và trước khi mà mình đến lớp thì em trai của mình đã gửi cho mình, ship đến cho mình món quà sinh nhật. Thật ra thì nó đã nằm ở trong checklist của mình, những cái món quà mà mình muốn có trong sinh nhật rồi. Thế cho nên là mình chỉ việc gửi hình ảnh yêu cầu và em mình đã tặng cho mình. Còn đây thì là sinh viên của mình, ngày hôm nay thì mình có tiết dạy đồ án ở lớp. Thế cho nên là sau khi dạy học xong thì đến buổi chiều mình mới đi cà phê với bạn bè, và buổi tối thì mình mới đi ăn uống với chồng của mình. Chắc hẳn các bạn trẻ cũng không còn quá xa lạ với cái quán cà phê này rồi. Thì mình thường hay ngồi uống cà phê ở đây, bởi vì ở đây có cà phê tiramisu và cà phê muối cũng rất là ngon. Rồi bánh Red Velvet ở đây cũng khá là ổn áp nữa. Thế cho nên là mình cũng thường xuyên ngồi ở đây. Cái không khí ở đây cũng khá là ổn. Ngồi làm việc hay là ngồi buôn chuyện với bạn bè thì cũng khá là ok. Cũng như mọi năm gần đây thì mình không tổ chức sinh nhật, mình chỉ đi ăn uống hoặc đi cà phê với bạn bè, gia đình và người thân. Và đối với mình như thế đã là một sinh nhật rất là đủ đầy rồi. Càng lớn thì mình lại càng thấy mình sống khép kín lại. Hồi xưa mình có rất là nhiều mối quan hệ bạn bè, sinh nhật thì mình cũng rất là thích tổ chức to, rồi ăn hết sinh nhật với hội nhóm này thì lại đến sinh nhật với hội nhóm khác. Và mình dành rất là nhiều thời gian cũng như là công sức cho những cái mối quan hệ bạn bè, rồi thu tạc xã giao ở bên ngoài. Nhưng mà càng lớn dần thì mình càng chỉ thu gọn lại và chỉ dành những cái năng lượng, những cái sự quan tâm cho những
người thật sự là thật sự gần gũi, thân thiết với mình thôi. Mình cũng không để cái năng lượng của mình ra bên ngoài quá nhiều hay dành cho những mối quan hệ mà không lành mạnh. Thế cho nên mình cảm thấy là trời ơi, càng lúc thì mình lại càng sống nội tâm hơn. Và không thể nào mà cưỡng lại nổi cái đam mê blind box. Thực sự thì mình không thích la bu bu đâu mọi người ạ. Mà thời gian gần đây mình bị mê mấy cái em thỏ, mọi người hay gọi là bé ba, baby tree mọi người. Thế cho nên là mình đã viết vào checklist là đây là cái món quà sinh nhật mà mình muốn em trai của mình tặng cho mình. Thế cho nên là em trai của mình đã tặng cho mình hai cái phiên bản này. Trên tay mình là một cái phiên bản baby tree macaron, tức là nó sẽ có rất là nhiều các cái màu sắc giống như là cái bánh macaron như mọi người. Và kiểu mình cũng không quá thích cái bộ sưu tập này đâu, bởi vì cái màu sắc của nó trông rất là nhờ nhợ và trông nó hơi bị quê quê. Nhưng mà trong lòng mình thì mình vẫn rất là mong cầu là mình sẽ bốc ra được một cái em màu hồng, màu đen, màu nâu hoặc màu vàng nhẹ nhẹ nào đó. Và trời đất ơi, lúc bóc ra mình quá là vui mừng, bởi vì nó là một em màu vàng gà mái mơ. Và cái khuôn mặt, cái mắt của nó rất là đáng yêu. Trời ơi, mọi người thì mê kiểu mắt nước này, mắt Dora này, nhưng mà mình thì mình rất là thích cái mắt mà kiểu tức giận ý. Nói chung là mình mê lắm. Trời ơi, mình rất là thích em này. Em này còn thay được quần áo nha. Trời ơi, quá là đẹp luôn ý. Và hình như em này có giá 200 thì phải. Tiếp theo thì là một bộ sưu tập bé ba baby tree little town, mọi người hay gọi là kiểu bé ba thỏ thị trấn ý mọi người. Và mình thì thích cái bộ sưu tập này hơn, bởi vì mình thích cái màu đen, thích màu trắng và màu hồng. Trời ơi, thích lắm luôn ý. Và mình nghĩ rằng là những cái màu kiểu cam, xanh lá cây, màu xám, màu xanh nước biển thì nó không đẹp. Nhưng mà không nha mọi người, lúc mà mình bóc ra được em màu tím, trời ơi, cái màu tím khoai môn pastel nó rất là dễ thương. Và mình đã bóc ra được một cái em mắt lác. Trước đó khi mà xem trên mạng mọi người unboxing thì mình nghĩ rằng là mắt lác không đẹp, thường thì mọi người sẽ không thích mấy em mắt lác. Nhưng mà không, trời ơi, khi mà mình bóc ra mắt lác cũng rất là dễ thương. Và mấy em này còn kiểu thơm mùi kẹo ngọt nữa. Và có giá thành là 300.000. Trời ơi, rất là xứng đáng, mình rất là thích luôn ý. Món quà sinh nhật quá là tuyệt. Đến cuối ngày thì chương trình sinh nhật vẫn chưa kết thúc. Sau khi đợi chồng mình tan làm thì bọn mình đã vi vu lượn mấy vòng Hồ Tây. Hồ Tây thì hơi xa so với nhà của bọn mình, thế cho nên là bọn mình cũng ít khi nào có thời gian để lượn Hồ Tây, và phải rất lâu rồi thì mới lượn Hồ Tây ý. Và sinh nhật của mình thì cũng đúng vào hôm rằm, thế cho nên là trời ơi, mặt trăng hôm đấy siêu siêu đẹp, siêu siêu to luôn, khung cảnh rất là lãng mạn. Và hôm nay thì bọn mình đã đi ăn món ăn Hải Phòng. Đồ ăn ở đây thì mình cũng chỉ chấm 7 trên 10 thôi. Nếu mà nhớ đồ ăn Hải Phòng quá thì ăn cũng được, chứ còn so với ăn tại Hải Phòng thì đương nhiên là không thể nào ngon bằng được rồi, đúng không? Và cái nước trà hoa cúc ở đây nó uống rất là lạ luôn, nó không hề ngon, không hề hợp khẩu vị của mình. Và cuối ngày rồi thì mua cà phê về nhà uống và nghỉ ngơi thôi, đúng không? Kết thúc một ngày sinh nhật vô cùng là hạnh phúc và cũng như là cảm thấy thỏa mãn đối với mình rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết clip của mình đến đây. Và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.